Thưa sư, con muốn hỏi tại sao trong kinh khi Đức Phật thuyết pháp số đắc quả chư thiên luôn cao hơn cõi người, tại sao chư Phật không chọn cõi trời là nơi hành pháp giảng pháp chính, là nơi đản sanh mà chọn cõi người? Sư chỉ hỏi đơn giản là nếu như mà Ngài chọn ở cõi trời rồi thì ai lên nghe? Cõi người mình làm sao mình lên nghe được? Nhớ dùm sư là trong các cõi, cõi người tính lên tới các cái cõi chư thiên dục giới rồi các cái cõi phạm thiên, thì ở cõi thấp không thể nhìn thấy cõi cao. Tức là mình đây nè, mình không thể nào lên cõi trời để mình nghe được đâu. Và chư thiên ở cõi trời thấp cũng không lên được ở cõi trời cao để mà nghe. Cho nên là trong các cõi gọi là thấp nhất thì đương nhiên là tốt nhất là Ngài xuất hiện ở cõi thấp nhất. Để chi? Để ở trên cao thì nhìn thì họ hoàn toàn họ có thể tham dự được. Các cõi trời họ hoàn toàn có thể tham dự được. Mà cái cõi thấp nhất là cõi người thì đương nhiên là ngon lành, không cần phải có thần thông. Và xin mời Tại Đức Tuệ Tường chia sẻ thêm về vấn đề này. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, thì ở đây sư thấy có hai câu hỏi. Ở đây cái vị này hỏi là vì sao khi Đức Phật thuyết pháp thì số đắc quả chư thiên luôn cao hơn cõi người. Cái vấn đề này á, nếu mà về sau quý vị có hỏi, quý vị có hỏi nha, quý vị trích dẫn cái nguồn cụ thể để chi, để giúp quý sư, hiểu không? Giúp quý sư có cái sự căn cứ nó dễ hơn. Tại vì khi mình nói là đắc quả của chư thiên cao hơn cõi người á, thì mình khẳng định đây nè, cái đây có lẽ đây là cái câu khẳng định, thì mình có dẫn chứng, ví dụ dẫn chứng tài liệu của vị nào thì sư, quý sư dễ nghe là dễ, giờ dựa tài liệu đó, ngoài tài liệu đó rồi đối chiếu những tài liệu đó, thì có câu trả lời xác đáng. Nhưng mà sư cũng sẽ trả lời câu hỏi này. Sư biết tại sao là cái vị này lại hỏi câu hỏi này, sư biết chứ không phải biết, là như vậy. Để đầu tiên á, để trước khi mà trả lời câu hỏi đầu tiên này nè, thì sư xin định nghĩa chư thiên, đúng không? Thì mình nói chư thiên phải định nghĩa chư thiên, tại vì khi mình nghĩ mình không hiểu rõ chư thiên là cái gì á, chư thiên thật sự là thế nào, đúng không? Rồi mình hiểu một cách mơ hồ rồi, chư thiên là ở dục giới, chư thiên là sắc giới hay gì vậy đó. Thì trong chú giải của Tạng Vị Pháp có định nghĩa chư thiên là như vậy, quý vị. Banh cha hí ca mê gu nê hí đíp banh tí ki lan tí tí, có nghĩa là gọi là đê quá đó. Cái đê quá đó có nghĩa là người vui chơi hay là thụ hưởng đó với năm dục chứng dưỡng hay gọi là năm dục công đức đó, thì gọi là đê quá, gọi là chư thiên. Thì chư thiên thì có ba loại. Loại thứ nhất là samutti đê quá, là chế định chư thiên. Chế định chư thiên có nghĩa là đức vua, hoàng hậu, thái tử, công chúa, vân vân, những người mà danh gia vọng tộc kiểu như có quyền thế đó. Cái thứ hai là uppatti đê quá, là tất cả chư thiên và phạm thiên. Cái thứ ba là quý xuất thí đê quá, là tịnh chư thiên, là bao gồm các bậc thánh tam quả, tức là thánh A-la-hàm và thánh A-la-hán. Thì cái trong cái định nghĩa này nè, là chỉ đề cập đến sư chỉ nói đề cập đến cái phạm trò vi á, là uppatti đê quá, tức là cái chư thiên mà trong sáu cõi trời mà thôi. Thì theo sư nghĩ á, là cái vị này hỏi tại sao mà chư thiên đắc nhiều, là nó có căn cứ, là căn cứ trong đây nè, có hai nguồn tài liệu. Thì một nguồn tài liệu á, là ở trong Đại Phật Sử ngài Minh Gun thì có đoạn như vậy. Ngay lúc ấy 18 cô tí phạm thiên, 18 cô tí phạm thiên thưa quý vị, mà một cô tí là bằng 10 triệu, tức có nghĩa là 180 triệu vị phạm thiên có phước căn tròn đủ và làm những việc phước phi thường, đã có thể giác ngộ tứ thánh đế và cũng đã hội tụ ở đó khi Đức Phật thuyết bài kinh chuyển pháp luân. Có nghĩa là đây nói là khi Đức Phật thuyết kinh chuyển pháp luân xong đó, là có tổng cộng là 180 triệu vị phạm thiên là đắc đạo quả. Đây là trong tài liệu Đại Phật Sử ngài Minh Quân.
Và tài liệu thứ hai là của Ngài Hậu Pháp ở trong quyển Vi Pháp, thì có trích như vậy: Đức Phật Gotama thuyết giảng xong trọn bộ Abhidhamma Tạng Vi Diệu Pháp Pali gồm 7 lõi lớn tại cung trời Tam Thập Tam Thiên, có nghĩa là cõi đạo lợi, thưa quý vị, suốt 3 tháng mùa mưa. Thì ở đây nói là khi mà Đức Phật thuyết xong như đó thì cùng với 800 tỷ có chư thiên và phạm thiên cũng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, tứ thánh đạo, thánh quả, niết bàn và trở thành bậc thánh nhân thấp cao tùy theo năng lực của các pháp hạnh ba la mật và năm pháp chủ. Thì suy nghĩ là có lẽ là cái vị có thể đọc đọc trong hai cái nguồn tài liệu này, có lẽ nha, hai tài liệu này, cho nên là có thể kết luận, có nghĩa là kết luận là các vị chư thiên đắc nhiều hơn là cõi người. Nhưng mà khi mà sư có tham khảo vào vấn đề này nè, sư cũng không dám dám bỏ kết luận là nói là chư thiên là nhiều hơn người, thưa vị, tại vì nó chưa đủ thêm một cái nguồn tài liệu, tại vì chưa có tới thời điểm này chưa vẫn chưa tìm được tài liệu nào mà khẳng định là nói là cái sự mà đắc á, đắc mà khi Đức Phật thuyết pháp là ở cõi chư thiên nhiều hơn chư thiên, cái là tính luôn là chư thiên lẫn phạm thiên nhiều hơn có người, cho nên là cái câu này tạm gác lại, tạm gác lại qua. Mà sư, mục đích sư là sư chỉ trích cho quý vị hai cái đoạn này, có nghĩa là ở đây là cũng có nói là chư thiên phạm thiên đắc thì đúng là số lượng nhiều thiệt đó, số lượng ban đầu là 180 triệu phạm thiên nè, rồi khi mà thiết tặng diệu pháp đó thì nói là có 800 triệu, 800 tỷ chư thiên phạm thiên. Thì ở đây mình mang tính tham khảo rồi, cái vấn đề này có lẽ là để làm rõ thì sẽ cần một cái thời gian buổi sau, hoặc là cần nhiều cái tài liệu để mình mới kết luận được, chứ sư cũng chưa bỏ kết luận, nghĩa là sư cũng không nói quý vị sai nha, không quý vị nói quý vị là vấn đề này sai, nhưng mà cũng không phản bác, mà cũng chưa, cũng không có đồng thuận, cho nên tạm gác lại đây. Vấn đề thứ hai là quý vị hỏi là tại sao Đức chư Phật lại chọn cõi người nơi hành pháp chính là nơi đản sanh mà không chọn cõi người ạ? Thì suy nghĩ là cái câu này chắc Đức Hiện Tại trong nhiều bài giảng trước ở Đức Hiện Tại cũng trả lời rồi. Thì quý vị thử thử nghĩ đi, giống như quý vị xem tại sao người ta thiết kế, tại sao người ta thiết kế cái sân khấu, cái sân khấu là người ca sĩ lại lại là trung tâm để tất cả nghe được, hay là người ta thiết kế những cái giảng đường đại học, thưa quý vị, đó sinh viên ngồi sẽ thấy sinh viên đó, tất cả sinh viên thường vàng hạ cám, có người học giỏi người không giỏi, nhưng mà khi mà ngồi trong cái giảng đường được thiết kế là lấy cái vị mà giảng sư đó, hay vị giáo giờ vị giáo sư đó, làm trung tâm, mình phải hiểu như vậy. Như sư đồng ý đó, Đức Hành Tại đó, tại vì Đức Phật, chư Phật, nó thẳng là chư Phật ba đời, ngài theo truyền thống và ngài trí tuệ của ngài, ngài biết nên chọn cái nơi nào thích hợp nhất, mà cái nơi đó đó là để tiếp độ được nhiều chúng sanh nhất và để lưu truyền lại cái giáo pháp sau khi ngài nhập Niết Bàn, và còn lan tỏa đến những cái chúng sanh khác nữa. Mình phải hiểu cái thấu đáo cái vấn đề này, chứ không nghĩ mình đừng có nghĩ là khi chư Phật mà ngài tái sanh ở một cái, tại sao tái sanh cõi trời, thí dụ ngài tái sanh cõi trời đó rồi xong ngài tiếp độ chỉ là những cái chư thiên này, đó là người mấy con hạng người đi, con người đi ở dưới quả địa cầu đi là không được, rồi xong ngài giáo pháp có khả năng biến mất lên cao, biết tại sao, biết tại sao, tại vì cái đặc tính đó, cái cõi trời đó, là hưởng dục, là hưởng không mà. Cho nên là khi mà quý vị phải biết đó, là ngay cả vua trời Đế Thích đó, ổng là thánh dự lưu, thánh dự lưu rồi mà đôi khi ổng thiếu đi, nghĩa là ổng hơi lơ chánh niệm chút xíu thôi đó. Mà ổng bị ngài một kiền liên nhắc nhở là đã được vị thánh rồi, tại sao còn lơ đãng, còn ham vui như vậy đó. Để quý vị phải hiểu như vậy. Và để khi trước khi kết thúc câu trả lời này á, thì sư xin nói cho quý vị biết cái điều đó, cái điều mà khiến cho Đức Bồ Tát hay là chư Phật ba đời á, chọn cõi người là nó có khuynh hướng như vậy, thưa vị.
Thì trong thanh tịnh đạo là quý sư thích mắc gá có nói như vậy, có nói đến sáu yếu tố này, này là cái khuynh hướng của Bồ Tát, sáu khuynh hướng này là khiến cho ngài chọn cái cõi người là nơi ngài để ngài thuyết pháp, không, để độ nhiều chúng sanh và để lưu truyền giáo giáo pháp đó, cho nó có một cái thời gian dài, một thời gian nhất định, chứ không phải là khi mà ngài nhập niết bàn giáo pháp biến mất luôn. Thì cái ở đây nói là sáu khuynh hướng ấy là: thứ nhất, khuynh hướng vô tham và thấy lỗi trong tham; thứ hai là khuynh hướng vô sân, thấy lỗi trong sân; thứ ba là khuynh hướng vô si và thấy lỗi trong si; thứ tư là khuynh hướng xuất gia và thấy phiền toái trong đời tại gia; thứ năm là khuynh hướng viễn ly và thấy phiền toái trong sự hội họp; thứ sáu là khuynh hướng xuất ly và thấy phiền toái trong mọi sanh hữu. Thì đó là sáu khuynh hướng của Bồ Tát, nhờ đó mà một giác hữu tình đã đạt đến đích giải thoát. Ngon, những khuynh hướng này cũng giúp cho một người có nguyện vọng chứng đạt thiền định do tâm ít tham, ít sân, ít si, ít tự tại, thích an tịnh. Thì quý vị qua cái sáu cái khuynh hướng này, quý vị có thấy không? Có phải là ở cái cõi người à, mình à, nó thích hợp với sáu khuynh hướng nào? Đó. Thì quý vị tự cho mình trả lời tại sao Đức Phật lại chọn cõi người là nơi ngài truyền bá giáo pháp, không, nơi ngài tái sanh. Đó là như vậy. À, xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Rất là chư ân đại đức Tuệ Tường đã chia sẻ rất là nhiều những tư liệu quý báu. Quý vị thấy là một cái sự lợi ích khi mà tham dự những cái buổi vấn đáp, đặc biệt là có nhiều vị cùng tham gia đó. Tức là mỗi một vị sẽ có một cái sự chia sẻ và thậm chí là có những cái tư liệu để cho quý vị có được cái nhìn này, nó đúng đắn hơn, gọi là nói có sách mà mách có chứng. Đây là một cái điều rất là đáng quý. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.